Này ăn khế cho các bạn xem nhá, review ăn khế này. Các bạn này, ớt này. Đấy. Đấy. Này. Chấm này. Đấy. Chấm này. Sướng chưa? Nào. Cầm cầm quay để em thế nào. Quay quay quay. Quay đúng kiểu nha. Rồi nào. Đây này, chấm này. Chấm mút đâu. Chấm này, ớt này, nhìn các bạn nhá, nhìn nhá. Như này. Chuẩn chưa? Này. À. Làm miếng to hơn này. Nha. Thế. À. Đấy. Này. À. Thêm miếng ớt này. Khuyến mãi thêm miếng ớt này. Thêm miếng ớt này, gì à? Đấy. Thêm miếng nữa. Thôi. Làm miếng to to à? Ăn mẹ cả quả. Rồi. Miếng béo. Đây miếng to này. Rồi. Các bạn nhìn này. Chấm muối ớt này. Rồi muối ớt. Dạ. À. Đây. Đấy. Đây là miếng ớt này. Miếng ớt này. Tìm miếng to to. Đây miếng này. Mà. Hai. Nào. Ở đây. Thôi ăn miếng bé này kết thúc rồi. Xin chào các bạn nha. Các bạn hãy học cách ăn khế nha. Khế chua là chua kinh luôn.